Vâng, bây giờ thì lúc khá là quan trọng. Hai bạn muốn giữ y quan điểm ban đầu hay là muốn thay đổi? Mời bạn Thông trước. Em vẫn giữ nguyên cái ấn tượng của em dành cho Mỹ Hương. Cô gái năng động, welcome từ xứ Huế nha em. Và con Toại. Đối với bạn số 1 á, em có một chút xíu gì đó gọi là xao xuyến. Có thể là em xin thay đổi. Xin thay đổi, giữ lại số 1, mời đèn của số 1. Tôi mời hai bạn lên đó quay mặt về đây. Chúng ta sẽ được xem hình ảnh thi của ba bạn. Mời ba màn hình. Số 1 sao ạ? Số 2 ạ? Rồi số 4 nè. Như nhau. Nói vậy nữa, mời tắt ba màn hình, hai đứa về đây. Mời gặp gỡ bạn số 2. Xin mời. Chuyện yêu đương suy cho cùng cũng giống như mây trên bầu trời anh ha. Ai giữ nổi người muốn đi, cũng như việc chẳng ai đủ sức níu kéo người đã hết thương. Vì yêu đương tựa đám mây trôi, nên anh đi rồi, khoảng trống trong mắt em bỗng chốc trở nên vừa vặn để chờ đón một vóc dáng khác. Có điều chưa phải là hôm nay thôi. Nay ban biên tập kiếm đâu ra các cô nào cũng xinh. Xin lỗi em. Quá dạ, xinh. Dạ có gì đâu. Cái bạn số 1 á, đối đáp với chị Hương với lại anh Vinh á, chạm tới trái tim của anh vậy đó. Cho nên là anh bị rung động. Anh bị rung động có chút xíu là xao xuyến, cho nên là nghiêng về bạn số 1. Có thể là do việc Hương với Trương Tế Vinh làm mai thì thích mấy bạn đẹp thì hay khen thôi. Nhưng mà ở đây không phải là đẹp không nữa, còn phải là cái sự rung động của nhau. Khi em bước ra hai bạn đều trầm trồ hết. Trời ơi xinh quá ha. Vậy thì còn bao nhiêu khán giả trên truyền hình nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Ok. Và bây giờ đến vòng thứ 3, bí mật của chàng. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá điện thoại của hai chàng trai này nhé. Xin mời. Thông trước nha. Mình sẽ khám phá thử cái anh chàng này, anh lưu hình ảnh ở Huế đẹp cỡ nào. Rồi kéo qua nè. Dạ. Nữa nè. Dạ hiệp đó chị. Cái xanh xanh tròn tròn đó là có vần vần vần. Nó là cái gì vậy Vinh? Dạ cái này là cả dung điểm kiểm tra cả chuyến bay. À dạ dạ. Để biết là công việc của em hả? Dạ dạ để cái sự... kiểm tra chuyến bay. Dạ. Mình cũng biết thêm được nhiều cái app của làm việc ha. Dạ. Mỗi lần chị không biết, mỗi một nghề tới đây lại thấy một cái app khác. Cho anh xem hình được. Dạ. Đấy là hình em về thăm mồ của ba. À. Dạ ba em mất như vậy là đã 8 năm rồi. Nhà em đông anh em không em? Dạ em chỉ có một cô em gái thôi ạ. Đấy là cái công việc của em. Các cái bạn này đang vào trong khu chợ Đông Ba, là khu chợ nổi tiếng nhất ở Huế, để giới thiệu với các cái sản phẩm, các cái khoa học ở bên em. Cái này là vào năm 2016, lúc em vừa mới bắt đầu công việc dạy tiếng Anh. Lúc đó thì em dạy ở nhà một những cái lớp nhỏ lẻ như vậy thôi. Thực ra là cái việc mà em thành lập công ty của em thì cũng rất là tình cờ thôi. Bản thân em không phải là sinh viên ở chuyên ngành tiếng Anh, nhưng mà em đã học tiếng Anh từ nhỏ, từ năm 4 tuổi, từ những cái bài vở lòng đầu tiên của mẹ dạy. Đến vào năm 2009 thì tình cờ giúp em gặp một cái biến cố. Bố em thì bệnh và 2 năm sau đó thì bố em mất luôn. Và em thì phải bỏ học đại học bởi vì là không có tiền học phí. Thì lúc đó em làm đủ nghề để sinh sống, từ phục vụ bàn, từ giữ xe. Rồi tình cơ có một hôm em được nhận vào làm cho một tập đoàn quốc tế. Dù mình có tiếng Anh, nhưng tiếng Anh của mình không phải là tiếng Anh chuyên ngành. Nhưng mà lúc đó em cũng liều quá, em nghĩ là thôi bây giờ mình đâu có gì để mất đâu. Thì mình đăng ký vào làm đại vậy. Và không ngờ là sống sót qua được 2 tháng. Và sau đó đến năm 2015 thì cũng tình cơ qua mạng xã hội, em thấy được có một cái bạn đó đăng bài lên là muốn đi học tiếng Anh để đi phỏng vấn du học Mỹ. Ok, mình nghĩ mình cũng đang rảnh mà, mình sẽ làm. Sau đó mình nghĩ là nếu như mình làm được một người thì mình sẽ làm được với nhiều người. Vậy là em thử đăng bài, cũng lên đăng bài trên mạng vậy. Ở mình là tên này tên kia, ở đây mình có nhận lớp dạy này nọ, dạy nhỏ lẻ nha, về tầm khoảng cỡ 2 năm đến năm 2017 thì em cũng quyết định thành lập công ty, một trung tâm Anh ngữ của riêng mình. Cho đến nay thì bọn em đã có 2 cơ sở ở Huế và 1 cơ sở ở Vũng Tàu đang chuẩn bị mở. Trời giỏi vậy. Nói gì nữa? Qua điện thoại của Toại coi có gì chồng. Ai vậy em? Dạ em. Ngầu quá. Ngầu quá không nhìn ra hả? Dạ. Ha. Cho vô coi hình ảnh gia đình đồ gì đi. Phương biết nấu đồ ăn không bé Phương? Dạ em có rất là hay nấu ăn chị. Cua xào me biết làm không? Dạ biết. Bánh canh cua biết không? Dạ biết. Rồi về Cà Mau làm dâu. Cà Mau là xứ cua mà phải đúng mùa dưới. Này là hôm trước á, là ở công ty có tổ chức cái buổi mà đi thiện nguyện, là đến những cái trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo hoặc là người khuyết tật gì đó. Thấy thích nít là thấy chịu. Không có luôn. Mới thấy. Đâu mà ngoài cái cũng đâu.
Một gian kia. Cái này là em hôm trước là tình cờ em gặp gặp ai? Chi Bu. À gặp Chi Bu thích được. Quá xin chụp tấm hình thôi, à, chứ gì hết. À chứ phải bạn gái cũ. Dạ. Cô con ta mắc gì tôi nạt ta dữ vậy trời. Thì có hỏi của ai liền. Bảo vệ cho anh Phương chứ. Cái này là ở công ty đang công đi ty. Làm. Em lên đang đi làm có gì khó khăn? Em đi học năm thứ hai. Em ở chung với ở với anh Hai. Anh Hai là nuôi toàn bộ là ăn uống rồi chuyện học phí rồi này nọ luôn. Anh Hai lo hết. Anh Hai lo hết. Nhà em mấy anh em? Dạ nhà em ba anh em. Ba đâu? Ba với mẹ là ở như là trong ruộng á. Trong ruộng. Trong ruộng. Còn em với mấy anh thì ra ngoài ngoài chợ. Sao? Ngoài chợ. Giống như là anh Hai bị trắng tay luôn, cho nên là em quyết định là em, anh Hai, cả anh ba, cả mẹ luôn, chỉ ba ở nhà thôi, là mỗi người đi một nơi, nói chung là làm chia tất ra. Cả chia ra tứ phương tất cả công việc luôn để có thể là trả hết cái số nợ đó. Thì chung là bây giờ là cũng ổn định rồi, bây giờ thì cuộc sống nó thoải mái hơn. Hai bạn gái đã nghe những cái gì chia sẻ của hai bạn trai trên đây, quyền quyết định là của hai bạn có gọi cho hai bạn nam hay không. Nhưng mà trước khi đó, để cho hai bạn gái khám phá thử cái điện thoại của hai bạn nam, trong lúc hai bạn nữ đang khám phá cái điện thoại, chúng ta giải lao trong vòng ít phút.